Alo, xin chào mọi người nhé. Thì vừa mới chế được cái bẫy chim cút rồi. Đem thử ra đây xem em có được con nào không? Thấy nhiều chim cút lắm. Chế kiểu này nhưng mà thấy nó chui được mượt mà lắm, nhưng mà đem thử xem nào. Hôm nọ dưới này thấy nhiều chim cút lắm. Đem thử xem nhé. Mình dặn hết bẫy xung quanh nhiều mọi người ạ. Đây, nhỏ nhỏ này chắc không thấy đâu, kìa. Đây. Bây giờ mình sẽ đặt cái loa ở đây nhé. Mình sẽ đặt cái loa ở đây xong mình phụ đấy vào nhé. Đấy. Phụ lá vào. Rồi bật tiếng chim cút lên mình. Mình để máy quay đây nhé, xem có cái hiện tượng gì không. Mặt ớ no đi. Hai con. Có cái cạch có rất chắc kìa. Thôi rồi. Nó còn cái đi hồ cái chi. Loạ. Thì là ăn hai con á. Nếu mà nó gánh thôi là chỉ có thần du là lá ở đâu mà là ăn chim rồi ăn chim rồi chứ sao mà lên. Mình chỉ còn đầu một bên có ra. Có cả để có. Qua thì nó ốp ốp như là quân. Cặp nhé, để một đôi, một trống, một con mái. Béo thế. Nào nhỉ.
ngay mà không được người ạ. À chà. Đây. Nó đi ở đây nó còn đạp cả cái này này. Nó không được này. Mình làm thì có một cái thòng lọng này thôi. Đấy, lúc nãy, lúc trước là để trên này. Ôi, nó cứ chui ra đây, chui xuống dưới này. Mình lại chuyển xuống đây, xong rồi thôi nó lại chả vào nữa. Hai lần trượt. Quá tam ba bận, lần sau sẽ làm nhiều hơn cái này nhỉ. Lần sau làm nhiều vào. Làm nhiều để quay xung quanh luôn. Con này mấy con chim này nó ác thật. Con rút cút này nó lên nó bới cả loa cả mà. Trời sắp mưa rồi mọi người ạ. Quê mình này. Thời tiết quê mình sắp mưa rồi mọi người ạ. Đấy. Núi to ấy. Khu chỗ này ngoài này là Hà Nội này. Bên này là Lương Sơn này. Đấy, trên này là Hòa Bình đang mưa nhá. Tỉnh Hòa Bình đang mưa trắng xóa này. Thôi thu gọn về thôi. Hẹn mọi người video tiếp theo nhé. Để làm cái bẫy này cho nó nhiều nhiều một tí. Để mình cắm xung quanh này. Nó đi phát nào là ăn phát đấy.